Vân xin chào tất cả mọi người thân mến. Sửa luật đất đai, chủ đầu tư có phải tự thỏa thuận với dân khi thu hồi đất làm dự án hay không? Chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà có báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại trong dự án luật đất đai sửa đổi trong thời gian tới. Và theo chương trình phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm khi thảo luận lần đầu dự án luật đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ tư của Quốc hội khóa 15 là nội dung thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại. Về thu hồi đất để thực hiện dự án đô thị, có ý kiến cho rằng thực hiện dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại là hoạt động kinh tế đơn thuần, không phục vụ lợi ích công cộng mà chủ yếu phục vụ cho lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp, bất động sản, nên quy định cho chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để đảm bảo công bằng với lĩnh vực khác, chưa phù hợp với Nghị quyết 18 Trung ương. Tiếp tục thực hiện cơ chế thỏa thuận giữa người dân và doanh nghiệp trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đô thị, nhà ở thương mại. Theo đó, tại Điều 125 và Điều 126, dự thảo luật đã quy định dự án đô thị, nhà ở thương mại thuộc trường hợp phải đấu giá đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Vì vậy, trong trường hợp này, nhà nước phải thu hồi đất để thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, ngoài việc tạo sự công bằng minh bạch trong tiếp cận đất đai, tạo ra nguồn thu lớn vào ngân sách nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Đối với ý kiến quy định cho chủ đầu tư thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, nhà ở thương mại, dự thảo luật đã quy định tại Điều 128. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường cho rằng nội dung này có nhiều ý kiến khác nhau vì thực hiện đồng thời hai cơ chế sẽ có cái sự so bì về mức giá bồi thường gây phát sinh khiếu nại và khó thực hiện chủ trương nhà nước giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và không điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất, không phải là do người sử dụng đất tạo ra như yêu cầu tại Nghị quyết 18 của Trung ương. Để tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện dự thảo luật theo hướng việc sử dụng đất để thực hiện dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại thì có hai nhóm. Một là dự án đô thị, dự án nhà ở thương mại sử dụng các loại đất không phải là đất ở thì nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc thu hồi để đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất là phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 18 Trung ương. Thứ hai là trường hợp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất đã được quy định cụ thể tại Điều 128. Trong quá trình Thanh Vân chia sẻ và hỗ trợ tới cho rất nhiều các nhà đầu tư thì một trong những cái câu hỏi nhiều nhất đó là việc đền bù khi mà giải phóng mặt bằng để làm những cái dự án quy hoạch và những cái con đường cao tốc vành đai khác nhau. Thì về cơ bản là mỗi địa phương sẽ có những chính sách cơ chế đền bù khác nhau và trong thời gian tới thì với Nghị quyết 18 của Trung ương thì sẽ có rất nhiều những cái sự thay đổi về đền bù và có rất nhiều những cái sự hỗ trợ tới cho người dân nhiều hơn. Mọi người hãy đăng ký kênh và chờ đón những video tiếp theo. Thanh Vân sẽ chia sẻ bằng những cái văn bản về cái mức giá đền bù cho một số những cái địa phương mà Thanh Vân có thông tin tới cho mọi người luôn và ngay nhé. Cảm ơn sự hiện diện của mọi người rất nhiều.